quý vị, chiều nay ngày 27 tháng 4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức buổi thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã cho biết những vụ án phát hiện xử lý vừa qua cho thấy tham ô, tham nhũng không còn riêng lẻ mà mang tính chất tập thể, có tổ chức, cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ nhà nước và bên ngoài. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, việc phát hiện xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực trong quý 1/2022 có những số liệu tăng mạnh. Trong đó, 125 vụ án với 259 bị can về tham nhũng bị khởi tố, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2021. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành xem xét xử lý 14 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Còn từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 40 người bị xem xét. Thanh tra Chính phủ chuyển 65 hồ sơ vụ việc sang cho cơ quan điều tra xem xét xử lý, còn Kiểm toán Nhà nước chuyển 31 hồ sơ cho các cơ quan chức năng xem xét. Từ các số liệu cũng cho thấy, nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm được xem xét xử lý trong lĩnh vực kinh tế có chứng khoán, trái phiếu, đất đai, y tế, ngoại giao. Ông Nguyễn Thái Học cũng cho biết, trong việc phát hiện xử lý cũng cho thấy có nhiều cán bộ có chức vụ ở trung ương, địa phương. Đáng chú ý là thời gian gần đây xử lý đều là cán bộ cấp cao mà hành vi rất nghiêm trọng liên quan đến tài sản rất lớn. Và đánh giá, những vụ việc phát hiện xử lý vừa qua cho thấy tham ô, tham nhũng không còn riêng lẻ mà mang tính chất tập thể, có tổ chức, cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ nhà nước và bên ngoài. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thống nhất bổ sung 5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, vụ sai phạm liên quan đến bất động sản tại Nguyễn Du, Chu Mạnh Trinh, Thành phố Hồ Chí Minh, vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại An Giang. Sau vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ, nhiều địa phương đã rà soát lại các dự án của tập đoàn này và đã đang triển khai. Tại Quảng Ngãi, dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi 7 được người dân kỳ vọng sẽ hình thành một quần thể đô thị, sân golf, khu du lịch nghỉ dưỡng với đầy đủ các tiện ích liên kết cùng đảo Lý Sơn và khu kinh tế Dung Quất, tạo thành chuỗi du lịch khép kín, tạo đà cho ngành du lịch, dịch vụ và đô thị phát triển. Vậy nhưng sau gần 3 năm kể từ ngày khởi công, mọi thứ hiện hữu đang khiến cho người dân thất vọng. Một bãi đất trống phủ đầy cỏ dại là những gì có được của hai dự án đô thị do FLC làm chủ đầu tư tại Quảng Ngãi. Sau 3 năm triển khai, dự án được chính quyền Quảng Ngãi ưu ái hỗ trợ thủ tục, nhưng mọi thứ chẳng khác gì ngày khởi công. Người dân vùng dự án bắt đầu đối mặt với nỗi lo về những hệ lụy của dự án treo sẽ xuất hiện. Đến bây giờ thì nó không lồm được, thì bây giờ mình nếu nó không lồm được thật sự thì tỉnh, mình nghĩ tỉnh phải thu hồi chuyển qua dự án khác hay là vô nhà đầu tư khác để người ta xây dựng cái vùng đất này lấy thôi, chứ còn không thể bỏ quan vô như thế này được. Hiện nay tập đoàn FLC được chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cấp đến 9 dự án đầu tư với diện tích đã khảo sát khoảng 5.890 ha. Tuy nhiên đến nay cả 9 dự án đều chưa có những dấu hiệu triển khai. Tiến độ thi công của các dự án này gần như bằng không. Cảm thấy nó lâu quá, vì chiếm hết cái phần đất của dân. Dân á, không có đất sản xuất, chính họ không dám sản xuất, tính là FLC từ đó. Cho nên á, dân người ta có phần ngần. Và khi qua, kể cả cán bộ về hưu, cũng phần ngần với cái chuyện này của FLC. Bởi vì làm thì không làm, nhưng mà dường như là một dự án treo. Để phần đất này rồi, để đó rồi, làm gì không biết, quẹt xong nữa thì dân cũng biết, chính cái bức xúc của nhân dân ở là chỗ nào. Một chi tiết đáng chú ý là trong số 9 dự án của FLC tại Quảng Ngãi đã được cấp quyền định chủ trương đầu tư, đều thực hiện theo hình thức chỉ định chứ không thực hiện theo quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Do vậy, việc các dự án này được triển khai như kế hoạch được đưa ra trước đó là không tưởng. Chỉ có 2 dự án mà chúng tôi giao đất, nhưng tỷ lệ đất để giao nó rất là thấp. Thứ nhất là dự án khu đô thị Vạn Cự Bãi, để chúng tôi chỉ mới có giao đất cho thuê đất là 1,4 ha trên tổng số là 30,5 ha.
dự án khu đô thị Vận Tường Tóm là chúng tôi chỉ mới vô có 6.600 mét vuông trên tổng số 44,65 hectare. Như vậy thì còn lại tất cả các dự án khác thì chưa được giao đất cho thầy đặt. Như vậy thì cái việc này thì chúng tôi sẽ xử lý theo cái hướng là làm việc với chủ tư để xác định các cái chi phí, đặc biệt là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng đã bỏ ra. Đó, thì sau đó chúng tôi sẽ đưa vào trong cái hồ sơ để mà tổ chức đấu thầu. Nếu trong trường hợp FLC trúng thầu thì FLC lại tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Còn trường hợp FLC không trúng thầu để mà lựa chọn để mà thực hiện dự án thì nhà đầu tư mới sẽ hoàn trả cái chi phí này lại cho FLC. Đó là cái chỉ đạo chung của tỉnh trong vấn đề xử lý đối với cái nhóm dự án mà liên quan đã triển khai giải dân mà chưa có cái quyết định giao cho thuê đất trên địa bàn. Trước tình hình hiện nay, để tránh tình trạng xí phần dự án để chiếm đất, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi, chấm dứt hiệu lực với dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu, Lý Sơn, giai đoạn 1, diện tích 3.890 ha. Đối với những dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và khu dân cư, kể cả của FLC, được cấp quyết định chủ trương đầu tư trước đây nhưng chưa giao đất, cho thuê đất, chính quyền Quảng Ngãi phải thu hồi dự án để tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Sau 3 năm, những đại dự án bất động sản ngàn tỷ, mỹ miều của FLC tại Quảng Ngãi giờ thành bất động để cho cỏ mọc. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 27 tháng 4, trao đổi với báo chí, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị này đang vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu hình sự trong vụ ban quản lý tòa nhà Sama Building có địa chỉ tại số 19 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã tự ý phạt người trong tòa nhà 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang. Theo vị chỉ huy, việc ban quản lý phạt thu tiền trái phép có dấu hiệu của tội chiếm đoạt tài sản. Công an đang xác minh dấu hiệu hình sự này, nếu có sẽ xử lý nghiêm. Bước đầu, Công an quận Thanh Xuân đã xác định được một trường hợp bị phạt 2 triệu đồng và đang tìm thêm các bị hại để phục vụ xác minh. Liên quan đến sự việc này, ông Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính cho biết, sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã làm việc với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai và ban quản lý tòa nhà Sao Mai, xác định việc xử phạt như vậy là hoàn toàn sai và không đúng thẩm quyền. Trước đó, theo phản ánh, ban quản lý tòa nhà Sao Mai tại số 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội đã phạt người đàn ông tên D, hiện đang là nhân viên công ty có trụ sở tại tòa nhà, số tiền là 2 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang. Nhiều ý kiến cho rằng việc xử phạt này là trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật.